Thời gian kể cả là làm các bước, bước đầu tiên là gì anh em nhỉ? Bước đầu tiên là lên kịch bản, ý tưởng, nên ý tưởng mà kịch bản là bước đầu tiên đúng không ạ? Thì bước này thì Huy cũng sử dụng chat GPT anh chị em nhé. Đấy, bởi vì chat GPT nó giúp mình rất là nhiều điều đó, nên kịch bản và ý tưởng được chưa ạ? Sau đó thì bước số 2 thì chúng ta mới bắt đầu phân cảnh. Đấy, bước số 2 thì bắt đầu chúng ta mới phân cảnh, và cái cách làm của thầy Vương ấy thì nó rất là đúng. Tức là gì ạ? Mình đừng bục phát vào cho nó viết luôn, mà mình phải đưa ra cái bối cảnh, đưa ra từng cái bối cảnh trước, được chưa ạ? Đấy. Vì gọi là thống kê lại, cũng như là tóm tắt lại những các bước của thầy Vương với cái góc nhìn của Huy, đúng không ạ? Để anh chị em nào đấy mà mình chưa nắm được thì chúng ta sẽ gọi là review lại một chút, thì mình sẽ gọi là dễ tiếp thu hơn, đúng không ạ? Thế thì trong một cái cuốn truyện ấy thì chúng ta sẽ có 7 cái thành phần chính, đúng không ạ? Đấy, thì vừa rồi thầy Vương đưa ra cái vòng tròn một cái hành trình của một cái người anh hùng rất là hay, đúng không ạ? Thế thì anh chị em biết là trong một cái cuốn truyện hoặc là một bộ phim hoặc bất kể một cái gì, nó có một cái mô típ chung, một cái mô típ chung, và nó có 7 thành phần chính, được không ạ? Đấy, anh chị em có muốn nghe luôn 7 thành phần này không? Nó sợ mất thời gian, sợ không kịp thời gian không ạ? Đấy, anh chị em có muốn nghe không ạ? Để mà chúng ta tạo ra được bất kể một cuốn truyện tranh hay là cuốn truyện chữ hay là bộ phim, từ truyện cổ tích, truyện ngắn hay truyện dài, nó đều có 7 cái thành phần này. Thành phần đầu tiên đó là nhân vật chính. Đấy, tất nhiên rồi. Thành phần thứ hai, thành phần đầu tiên thì không phải nhân vật chính, là thành phần đầu tiên nó là bối cảnh. Cái bối cảnh đấy, bao giờ khi mà chúng ta bắt đầu vào câu chuyện ấy, bao giờ người ta cũng là gì ạ? Ví dụ như là ngày xưa ở một vương quốc nọ, đúng không ạ? Đấy, hoặc là trong một bộ phim thì người ta sẽ nói là vào năm 2300 khi mà thế giới đã diệt vong, đấy kiểu kiểu như vậy. Thì bao giờ cũng thế, nó có cái bối cảnh là cái mà người ta giới thiệu đầu tiên. Sau đó thì bắt đầu người ta đi đến giới thiệu nhân vật chính, đúng không ạ? Sau khi giới thiệu bối cảnh, đấy, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, kiểu kiểu như vậy, như là giới thiệu nhân vật chính, đấy nhỉ? Cái tiếp theo nữa thì họ sẽ đến là giới thiệu các nhân vật phụ, giới thiệu các nhân vật phụ xung quanh. Đấy, tức là cái yếu tố, cái thành phần đầu tiên là bối cảnh của câu chuyện này, thành phần thứ hai là nhân vật chính này, thành phần thứ ba đó là các nhân vật phụ. Các nhân vật phụ thì nó có bao gồm là cái người hỗ trợ này, có thể là cái người mà tạo sự hài hước này, có người tạo ra những cái sự là khó khăn, được chưa ạ? Đó. Và cái tiếp theo họ sẽ đến giới thiệu gì ạ? Giới thiệu là cái nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện đó là có thể là con quái vật, có thể là mụ phù thủy. Đấy, có thể là một cái thử thách nào đó, có thể là một cái khó khăn nào đó. Ví dụ như là cái nhân vật phản diện có thể là chính bản thân mình. Ví dụ như là mình muốn dậy sớm để mà tập thể dục nhưng mình không dậy sớm được, mình không vượt qua được cái cơn buồn ngủ, thì chính bản thân mình chính là nhân vật phản diện. Đấy, tức là mình đấu tranh nội tâm đấy, được không ạ? Nhá. Và cái nhân vật phản diện nó càng lớn, nó càng nguy hiểm, nó càng càng kinh khủng thì cái câu chuyện nó càng hấp dẫn, nó càng hay. Ok không ạ? Và khi mà cái người anh hùng ấy mà vượt qua được cái khó khăn đấy, hoặc được vượt qua cái nhân vật phản diện đấy, thì chúng ta sẽ thở phào, chúng ta cảm thấy là sung sướng, đúng không ạ? Cái thành phần thứ thứ năm nữa, thành phần thứ năm đấy là gì ạ? Thành phần thứ năm trong cái câu chuyện đó là cái trận đánh, tức là cái sự gọi là rượt đuổi đánh nhau, rồi là gì ạ? Là tung chưởng người này, tung chưởng người kia, tránh né đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì tất cả những cái trận đánh có thể một trận đánh hoặc có nhiều trận đánh, nó liên tiếp nối nhau như này. Đấy, nó có cái nút thắt, xong nó lại mở ra nút thắt, xong mở ra nút thắt, nó mở ra. Đấy. Và đấy là cách để mà người ta tạo ra những cái bộ phim dài, có thể là gì ạ? Hàng nghìn tập. Đó là gì ạ? Nó cứ cái trận đánh nó cứ thắt vào xong lại mở ra, thắt vào lại mở ra. Thì đấy là những cái trận đánh. Có thể một trận đánh hoặc nhiều trận đánh trong một cái gì ạ? Trong một cái câu chuyện hoặc một cái bộ phim. Đấy ạ. Đến thành phần thứ 6 nữa. Thành phần thứ 6 nữa đấy là gì ạ? Đấy là cái chiến thắng, kể về cái chiến thắng. Mà để có cái chiến thắng đó thì nó sẽ phải kết hợp nhiều thứ. À, cái người anh hùng này kết hợp với cả cái người mà gì ạ? Cái người hỗ trợ, cái nhân vật hỗ trợ ấy. Có thể là gì ạ? Là có một bà tiên đấy, xuất hiện, sau đó là gì ạ? À, giúp cho Bạch Tuyết, hoặc là giúp cho cô bé họ Lem đấy, hoặc là gì ạ? À, anh hùng đấy tìm được một thanh kiếm báu đấy, một thanh kiếm thần kỳ có thể chém quái vật,
kiểu kiểu vậy, cứu công chúa đó. Thì đấy là cái thành phần số 6, đó là diện là cái quá trình và cũng là cái chiến thắng của cái nhân vật chính, của nhân vật anh hùng. Và thành phần thứ 7 đó là cái câu chuyện rút ra từ cái bài học rút ra từ cái câu chuyện đó. Cái bài học nào được rút ra từ câu chuyện đấy? Một bộ phim mà không có cái triết lý nhân văn thì nó sẽ thành một cái bộ phim rất là nhảm. Có đúng không ạ? Một cái câu chuyện mà không có triết lý để mà giáo dục hoặc là để mà để lại một cái điều gì đó trong lòng người nghe hoặc người đọc ấy, thì nó sẽ rất là nhảm, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái bài học cuối cùng ấy, là cái bài học rút ra trong toàn bộ cái câu chuyện đó là gì? Ok không ạ? Thì bài học này nó có thể là gì ạ? Nó có thể đặt ở cuối, có thể đặt ở giữa, thậm chí có thể đặt ở đầu. Những cái người nào mà tinh tế thì mới sẽ nhận ra. Còn những cái truyện tranh ấy, những cái truyện chữ ấy, cái chuyện mà dành cho trẻ em ấy, thì chúng ta thường đặt ở cuối để làm gì ạ? Để mà giúp cho các bé có thể hiểu được. Chứ còn nếu mà ví dụ phim Hollywood thì nó không có phần này, nhưng thực ra nó có ở trong cái lời thoại của các cái nhân vật, đúng không ạ? Đấy, như vậy là bảy cái thành phần đấy tạo ra một câu chuyện hay hay không là nó có 7 thành phần như vậy, được chưa ạ? Rồi sau đó thì chúng ta gì ạ? Lên kịch bản, lên ý tưởng kịch bản của chúng ta là chúng ta sẽ muốn nói về cái điều gì, chúng ta muốn cái mong muốn của chúng ta ấy, nó chính là cái bài học ấy. Cái bắt đầu nhá, ví dụ như anh chị em bắt đầu cái câu chuyện ấy thì chúng ta không biết bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Thông thường là chúng ta khó nhất là cái đoạn mà bắt đầu ấy. Cái đoạn bắt đầu chúng ta không không biết bắt đầu từ đâu, thì cái đoạn bắt đầu của chúng ta ấy, nó phải bắt đầu từ cái đoạn là cái gì ạ? Cái kết quả chúng ta muốn gì ạ? Muốn mang lại cho độc giả là gì? Hãy bắt đầu ở cái điểm kết thúc. Thế nhỉ? Anh chị em có thể ghi xuống cái câu này hoặc có thể là gì ạ? Đưa vào phần chat cái câu này cực kỳ quan trọng. Để mà anh chị em bắt đầu một cái câu chuyện là chúng ta có thể là chúng ta tắt ngay ở đoạn đầu này. Rất nhiều người không làm được cái cuốn truyện nào bởi vì họ tắt cái đoạn này. Và Huy phát hiện ra là mình cũng bị tắt cái đoạn này trong rất là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mình không làm được, bởi vì sao ạ? Mình bị tắt đoạn này. Hãy bắt đầu ở điểm kết thúc, tức là sao ạ? Mình muốn cái câu chuyện đấy mang lại cái giá trị gì cho cái người đọc, và cái độc giả của mình là ai? Được chưa? Độc giả của mình là trẻ con từ lớp mấy đến lớp mấy, từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi, hoặc độc giả của mình là vừa trẻ con vừa cả người lớn, tức là trẻ con đọc cũng được, người lớn đọc cũng được. Được chưa? Thì chúng ta bắt đầu điểm kết thúc, thì lúc đó chúng ta sẽ ra được cái ý tưởng. Và cái điều này ấy, cũng là cái điều cực kỳ quan trọng. Anh chị em chúng ta để ý này, tại sao thầy Vương chat GPT lại hay như thế? Còn chúng ta chat GPT thì nó lại không hay. Anh chị em biết điều gì không ạ? Cái bí mật ở đây là cái của cái sự khác biệt, tại sao mà thầy Vương chat thì hay, còn chúng ta vẫn là cái chat GPT đấy mà chúng ta lại không khai thác được hoặc khai thác không hay. Anh chị em biết điều khác biệt đây là gì không? Đó là thầy Vương biết thầy muốn gì. Cho nên khi mà nó đưa ra một cái câu, một cái điều ấy, là thầy bảo cái này không được. Tức là thầy biết thầy muốn gì thì thầy mới bảo là không được. Còn mình chẳng biết mình muốn gì cho nó đưa ra thì cũng được. Anh chị em để ý cái điều này không ạ? Đúng không ạ? Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em bắt được cái ý này của Huy rồi ạ? Mình biết mình muốn gì thì mình mới tận dụng được AI. Mình biết gì mình muốn gì thì mới tận dụng được gì ạ? Chat GPT. Ok không anh chị em? Đấy. Cho nên là gì ạ? Bắt đầu ở điểm kết thúc thì nó sẽ giúp cho mình biết mình muốn gì. Đấy, khi mình biết mình muốn gì rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình nó sẽ dễ hơn, được chưa ạ? Rồi, khi mà chúng ta biết mình muốn gì rồi thì lúc đấy bắt đầu chúng ta đưa vào chat GPT thì nó giống như thầy Vương đã chia sẻ, nó là chúng ta gì ạ? Yêu cầu nó viết không được thì bảo viết lại, viết lại, viết lại, viết lại, viết đến khi nào được thì thôi. Đấy, thầy Vương thì rất là giỏi rồi, cho nên là gì ạ? Thầy đưa ra câu lệnh rất là thông minh. Còn chúng ta chưa giỏi thì chúng ta cứ làm nhiều. Đấy, ví dụ như là toàn bộ cái chỗ mà 2 tiếng mà thầy Vương làm ấy thì Huy phải làm mất khoảng độ 4 5 tiếng mà vẫn chưa ra được cái cốt truyện hay như thầy Vương. Và cuối cùng là anh chị em biết là Huy làm nào không ạ? Huy lấy cái cốt truyện của thằng chat GPT ấy, nó cũng chưa hoàn hảo, mình cũng chưa ưng ý lắm. Nhưng cuối cùng mình mang ra, mình đưa vào xong cái phần phần doc ấy, sau đó là mình sửa bằng tay. Anh chị em đồng ý không ạ? Bởi vì có những chỗ mình chưa hài lòng ấy thì thôi mình không dùng cái đấy nữa, mình vào tay mình sửa luôn cho nó nhanh. Đấy thì Huy thấy là sửa tay nhanh hơn thì Huy dùng tay. Còn thầy Vương thấy bảo dùng chat GPT nhanh hơn thì thầy gì ạ? Dùng chat GPT. Anh chị em thấy cái nào nhanh hơn thì anh chị em làm. Ok không ạ? Nhá. Rồi, sau khi mà mình có một cái cốt truyện tương đối rồi, được chưa ạ? Và khi đó thì chúng ta bắt đầu là gì ạ? Đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta thiết kế nhân vật.
Thì thiết kế nhân vật giống giống như thầy Vương chia sẻ đó, đó là chúng ta sẽ thiết kế những cái nhân vật chính này, thiết kế nhân vật phụ này, và thiết kế cái gì ạ? Nhân vật phản diện này, và thiết kế thêm cái gì ạ? Thiết kế cái bối cảnh. Thiết kế cả cái bối cảnh để Huy chia sẻ cho anh chị em cái phần mà Huy đã thiết kế nhá. Đây. Huy đã thiết kế cái cuốn truyện tranh này. Thì Huy chỉ cần chia sẻ cái là anh chị em biết cách làm ngay mà. Nó dễ lắm. Đây là đây là cái folder mà Huy đã sử dụng để mà dạ để thiết kế cái cuốn truyện tranh bí mật của may mắn. Được chưa ạ? Đấy, đầu tiên thì Huy cũng dạ, Huy cũng dùng Google dịch anh chị em ạ. Huy dùng Google dịch cho Huy tưởng tượng ra cái hình ảnh của cái cậu thanh niên ở trong cái câu chuyện đấy. Được chưa ạ? Thì Huy dùng cái câu lệnh thì nó cũng rất đơn giản thôi, đó là mình bảo là gì ạ? Một cậu thanh niên tóc ngắn người châu Á đấy, người Việt Nam đấy, người châu Á là một nhân viên văn phòng có đeo kính, mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen đấy, đeo cà vạt đó, tóc đen mắt đen, tóc đen ngắn mắt đen đó. Thì mình mô tả càng chi tiết thì nó sẽ ra được cái gì ạ? Cái hình nó càng gì ạ? Càng sát với cái mà mình muốn đó. Và Huy cũng phải gì ạ? Huy cũng phải thử nghiệm khá nhiều các cái phương án khác nhau anh chị ạ. Huy phải thử nghiệm nhiều cái phương án khác nhau thì mới tìm ra được cho mình một cái gì ạ? Một cái phương án mà mình cảm thấy phù hợp nhất, hợp lý nhất đó. Đấy. Rồi sau khi mà mình tìm ra được những cái nhân vật mà mình cảm thấy ưng ý rồi thì mình bắt đầu upscale lên và mình dạ mình để riêng sang một bên, được chưa ạ? Và Huy thì Huy sẽ thiết kế để mà nhất quán các nhân vật ấy, thì mình cũng dùng các cái hình ảnh là mẫu, tức là khi mà mình đã có cái hình ảnh như này rồi ấy, thì mình đưa cái hình ảnh này vào trong cái câu lệnh giống như thầy Vương nãy ấy. Tức là mình dùng cái hình ảnh mẫu này mình đưa vào, sau đó mình dạ mình đưa cái câu lệnh vào để mà dạ để mà tạo ra cái nhân vật nhất quán. Thì ở đây là Huy đã tạo ra rất nhiều các nhân vật với các cái trạng thái cảm xúc khác nhau, ví dụ như là buồn này, ví dụ như là đau khổ này, ví dụ như là cười, ví dụ nói chuyện này, ví dụ như là đi lại này, ví dụ như là ngồi, ví dụ cầm cà phê đấy, ví dụ là hào hứng vui vẻ đấy, cảm thấy yêu đời hạnh phúc đấy, đấy suy nghĩ đấy, kiểu vậy đấy, rồi nói chuyện, rồi nhìn sang ngang, nhìn sang trái, nhìn sang phải đấy, rồi ngồi đọc sách đấy, đứng đọc sách, ngồi đọc sách đó, ngồi quán cà phê đấy. Thì đấy là cái những cái mà mình sẽ yêu cầu nó làm, và để mà ra được những cái này thì chúng ta cũng phải thử nghiệm rất là nhiều lần anh chị em nhé, chứ không phải một lần là ra ngay đấy. Ví dụ như là Huy cho nó khoác ba lô vẫn là cái người đấy thôi, nhưng mà Huy bảo là dạ khoác cho tao cái ba lô, thế là nó khoác ba lô anh chị em nhé. Đấy, khoác ba lô mà hào hứng, khoác ba lô mà ngạc nhiên, mà sợ hãi đấy, khoác ba lô mà dạ mà nói chuyện mà mở cái miệng ra đấy, khoác ba lô mà dạ mà gọi là sợ hãi rồi hơi hơi gọi là khẩn trương, hơi căng thẳng một chút đấy, hoặc là khoác ba lô nhưng mà lại chạy hoặc là đi nhanh đấy. Thì đấy là tất cả những cái đây là những cái nhân vật phụ. Những nhân vật phụ mình cũng tương tự như vậy anh chị em nhé, mình cũng mô tả cái nhân vật phụ. Đấy, ví dụ nhân vật phụ đây là một cái người dân địa phương ở trong rừng đấy, rồi là anh ta là cái người châu Á, rồi là anh ấy đội cái mũ, rồi mặc cái áo như nào đấy, thì mình cũng đưa ra các cái nhân vật phụ nó cũng có những cái dạng cảm xúc ngạc nhiên rồi sợ hãi rồi chạy rồi nói chuyện đó. Thì đấy là những cái lớp nhân vật phụ đấy. Ngoài ra thì Huy sẽ thiết kế cái bối cảnh đấy, cái bối cảnh chúng ta thiết kế riêng, nhân vật thiết kế riêng sau chúng ta ghép vào. Thì đây là cách mà chúng ta tạo ra cái nhân vật nó nhất quán, nó khá là nhất quán từ các cái chương, các trang 1, trang 2 hoặc là trang trước, trang sau. Đấy. Ví dụ như là cái bối cảnh về thành phố chẳng hạn. Đấy, bối cảnh về thành phố. Đấy. Thì bối cảnh về gì ạ? Về hoặc là các cái con quái vật. Đấy. Đấy, hoặc là những cái nhân vật phụ khác nữa. Đó. Đó, thì đấy là cái cách mà Huy làm. Đó. Tất cả những cái nhân vật và bối cảnh thì mình sẽ tạo ra trước, đúng không ạ? Mình sẽ tạo ra bối cảnh trước, sau đó bắt đầu mình mới ghép vào. Rồi.
Bây giờ Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách để mà mình tạo ra cái câu lệnh nhé. Cách để tạo ra câu lệnh nhé. Đây. Ví dụ như là ở đây ví dụ nhé. Ví dụ như là Huy lấy luôn cái hình ảnh cậu bé của thầy Vương nhé. Để Huy gọi là giúp thầy Vương tạo ra cái cậu bé xuyên suốt luôn, bao nhiêu anh chị em đồng ý là mình thực hành luôn bằng thực tế này thì nó mới gọi là nó mới phê ạ. Chứ còn xem mà các thầy mà cứ làm xong hết rồi các thầy lướt thì nhanh lắm. Mình xem mình chẳng hiểu gì cả, thấy thì cũng hay đấy nhưng mà không hiểu gì cả. Đấy, bây giờ cho ông bài toán thực tế này ông làm nào. Ông mà làm được thì tôi cũng làm được, bao nhiêu anh chị em đồng ý thì kêu yes. Đúng không ạ? Đây là hoàn toàn là không có bàn bạc trước nha. Huy với thầy Vương là không có bàn bạc trước nha. Đồng ý anh chị em. Và đây cũng là cái ý tưởng Huy vừa mới nghĩ ra thôi. Được chưa ạ? Thầy Vương đồng ý không ạ? À, tốt, đang đang ví, đang đang ví làm sao ghép những cảnh sau đấy, hay quá. Ok nha. Nhân vật chính ở phía dưới à Huy ạ, nhân vật chính anh chọn ở dưới, Và ok thì dưới nữa có một con đồng chí thôi, có một một nhân vật chính thôi nhưng mà cái này là cái đầu tiên, cái câu lệnh đầu tiên mình tạo ra đúng không đúng ạ. ạ? Rồi. Đây nha, mình sẽ copy toàn bộ cái câu lệnh này. Đây đúng không ạ? Cậu bé này đúng không ạ? Rồi. Thì Huy sẽ làm như này này, Huy sẽ dùng câu lệnh này. Huy kéo cái ảnh này cậu bé nó xuống dưới này. Được chưa ạ? Kéo cậu bé xuống thì nó cũng coi như mình copy paste thôi anh chị em nhé. Kéo cái ảnh này xuống là được nha. Thì nó nhanh hơn một tí thôi. Sau đó là gì ạ? Đầu tiên ấy. Đấy, là ví dụ như là ở đây nhá. Đầu tiên là Huy với gì ạ? Huy copy nguyên si cái câu lệnh mà tạo ra cái cậu bé này. Anh chị em hiểu chỗ này không ạ? Đấy. Thầy Vương là thiếu cái bước này cho nên nó gì ạ? Nó cái hình ảnh nó sẽ không được khớp. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Ví dụ như cậu bé ngồi dưới gốc cây nhá, thì Huy cũng copy cái đoạn này. Được chưa ạ? Huy đưa vào trước. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Huy chỉ thêm một cái bước nữa thôi anh chị em. Huy chỉ thêm một cái bước nữa đó là gì ạ? Huy copy toàn bộ cái câu lệnh mà tạo ra cậu bé này cộng với hình ảnh cậu bé cộng với cả những cái hình ảnh mà mình muốn cậu bé làm ở trong cái hình tiếp theo được không ạ? Đấy. Ở đây chúng ta vẫn để cái khung hình là 16:9 nhá. Được chưa ạ? Rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ làm như này. Đó là chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn dùng cái cậu bé này làm mẫu nhá. Sau đó chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn copy toàn bộ cái phần này. Được chưa ạ? Nhưng chúng ta sẽ đưa vào đây những cái trạng thái cảm xúc khác nhau của cậu bé. Ví dụ như là gì ạ? Happy. Đấy, happy. Đấy, vui vẻ. Đấy, có thể là gì ạ? Là smiling. Cười. Đó. Exciting là phấn khích, ví dụ thế. Thì mình đưa vào cái trạng thái cảm xúc thôi. Được chưa ạ? Và mình vẫn để là cái gì ạ? Cái background. Background nó là gì ạ? Là white background để mình gì ạ? Dễ xóa phông. White background. Được chưa ạ? Rồi. Anh chị em nhìn này, nếu như mà với cái hình ảnh này nhá, thì anh chị em thấy nó có khớp với cả cái hình ảnh ấy không? Ví dụ như thằng U4 này. Cái thằng thằng số 4 này. Đây. Ví dụ như là hình ảnh cậu bé đọc sách chẳng hạn. Đấy, cậu bé đọc sách dưới gốc cây và tưởng tượng ra những một cái thế giới mới. Thì cái hình ảnh này nó khớp hơn với cái hình ảnh mà gì ạ? Mà phía phía bên trên này. Phía bên trên này. Đúng không ạ? Đây. Đấy, với cái hình ảnh này chẳng hạn thì là gần như là mình thấy là nó gì ạ? Cái phong cách nó khác hoàn toàn. Phong cách của nó gì ạ? Nó khác hoàn toàn so với cả cái phong cách, tức là cái ở đây ấy, mình có mấy cái nó phải thống nhất. Cái thống nhất đấy là về nhân vật. Về nhân vật nó là gì ạ? Nó là tóc ngắn, màu tóc nó là màu nâu, mắt là màu gì? Là những cái đấy là dễ mà gì ạ? Phát hiện ra nhất. Được chưa ạ? Cái tiếp theo. Bố đang bận. Cái thứ hai nữa là áo. Đúng không ạ? Cái áo là mình cũng phải thống nhất. Cái áo, cái quần, cái màu sắc của cái áo. Ví dụ đang cái áo màu đỏ chuyển sang cái áo màu vàng là không được. Được không ạ?
Đấy, đang cái mắt màu đỏ mà sang mắt màu xanh là không được. Đang cái tóc màu xanh mà đang sang tóc màu màu vàng màu đỏ là không được. Được chưa ạ? Đấy là mình biết mình muốn gì, thống nhất nó là nó phải thống nhất ở những cái điểm đó. Khi mà mình thống nhất được những điểm đó ấy, thì kể cả là đeo tay đồng hồ tay trái chuyển sang tay phải rồi hai cái đồng hồ hai bên thì không ai để ý anh chị em. Ít người để ý cái đấy. Nhưng mà cái mặt, cái khuôn mặt và cái tóc, cái mắt, cái áo là những cái mà người ta sẽ để ý nhất. Được chưa ạ? Và những cái đấy là chúng ta nên đưa vào trong câu lệnh của mình. Rồi. Ví dụ như ở dưới này. Chỗ này là chúng ta nhé, chúng ta chỗ này là gọi là mình đưa vào chỗ này nhá. Comic book style. Rồi. Mình bỏ cái phần này đi. Chỗ này là happy pose. Đấy, happy pose. Đó. Được chưa? Gọi là phong cách chính này, nó là comic style design. Được chưa? Cho nên là tất cả những cái câu lệnh nào chúng ta ấy, chúng ta đều phải đưa cái style này mình vào. Được chưa? Ở đây chỗ này nó có cái joy này, đây là có cảm xúc rồi đây này. Trong này nó có cảm xúc rồi đây. Đây. Đó, được chưa? Đó. Thì chúng ta luôn luôn gì ạ? Là ví dụ như này, chúng ta làm những cái nhân vật khác nhá. Những nhân vật phụ này, những nhân vật phụ hoặc là những nhân vật mà gì ạ? Phản diện này, rồi bối cảnh này thì chúng ta đều đưa chung một cái gì ạ? Comic style design này. Cách làm ví dụ như là mình ghép luôn vào nhân vật vào trong cái hoạt động ở trong cái cảnh ấy, giống như cách thầy Vương ấy thì giống là cách đầu tiên ngày xưa Huy làm cái cuốn truyện đầu tiên thì Huy cũng làm như vậy. Tuy nhiên khi mà làm như vậy ấy, thì nó thực sự là rất là khó để tạo ra cái sự nhất quán cho các cái nhân vật. Nhưng mà khi mà mình tạo riêng cái lớp nhân vật riêng đấy, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Tức là mình tạo riêng sau đó gì ạ? Là lúc mà mình ghép vào ấy, mình xóa cái nền đi. Mình xóa cái nền đi, xong chỗ này nhá. Chỗ này thì Huy sẽ tạo ra một cái cây. Đấy, một cái vườn cây. Cậu bé ngồi dưới gốc cây chẳng hạn nhá, thì mình cần một cái vườn cây. Thì chúng ta vẫn phải nhớ cái comic style design này. Ví dụ thế. Đấy. Chỗ này mình có thể ghép thêm cái cây vào đây. Đấy nhỉ? Đấy, một cái vườn cây a garden. Đấy. A garden. Đấy. With a big tree. Đấy, với một cây to. Đấy. Xong thêm cái comic style design này vào. À, cái Q, cái R đấy thì nó là cái tham số của Midjourney nhá. Thì anh chị em tham gia vào cái lớp mà Midjourney toàn làm chủ Midjourney của Huy á, thì Huy sẽ có hướng dẫn chi tiết anh chị em các cái tham số đấy, có rất nhiều tham số anh chị em nhé. Đấy. Ví dụ như là cái tham số đầu tiên mà ở đây mà thầy Vương hay dùng đấy là 19:6 này, à 10 16:9 này. Là 16:9 là cái hình nó ngang như này. Đấy, giống như cái hình mà trên trên màn hình nhé. Được chưa ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái gì ạ? Một cái gọi là cái vườn cây có cái cây to để làm gì ạ? Sau đó ghép cậu bé vào. Đó, như vậy là cái cách là dễ nhất. Đúng không ạ? Ok nhá. Thì cái chỗ này để mà chúng ta tạo ra cái nhân vật mà nhất quán mà thực sự là mình muốn nó giống nhân vật chính ấy, thì thứ nhất đó là gì ạ? Chỗ này này. Đây. Đây là chỗ này là chúng ta đã có phần phần emotion ở trong này, cái cảm xúc ở trong này rồi đây này. Đó, thì chúng ta phải phải kiểm tra lại. Ví dụ nhé, cái t-shirt này chúng ta phải đưa màu nó vào này, không nếu không ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ màu lung tung này. Được chưa ạ? Đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ sửa lại một chút nhé. Đó. Đây là cái đây. Dạ. Rồi. Q này, lovely boy này, nên tôm with big bright eye này. Mình cho thêm cái màu của nó, bạn ấy là màu nâu brown. Đấy, brown. Brown eye. Được chưa? Đúng không ạ? Đấy, màu nâu, tóc nâu. Đấy. Brown hair. Đấy. Cheerful smile thì cái này nó là cảm xúc rồi. Tất cả những cái cảm xúc ấy là sau này chúng ta đưa hết lên đầu anh chị em nhé. Cảm xúc mà chúng ta muốn muốn cái cậu bé nó có thay đổi như nào ấy, đưa lên đầu.
Anh chị em nhớ này, cái từ khóa nào đặt ở đầu ấy thì nó sẽ quan trọng hơn cái từ khóa ở phía sau. Càng từ khóa ở phía sau ấy thì nó càng ít quan trọng hơn. Được chưa ạ? Đấy, he has short messy hair. Messy ở đây có hair đây rồi. Messy brown hair. Được chưa ạ? Đấy, tóc hơi rối. À, tóc nâu và hơi rối đúng không ạ? Rồi. Một cái quần đúng không ạ? Quần không biết quần màu gì thôi được rồi. Và wear a cute t-shirt, a cute t-shirt. Thì mình muốn t-shirt của bạn ấy là màu gì ạ? Màu hơi 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 màu cam một chút đúng không ạ? Orange đúng không ạ? Đấy. Orange. Orange. Đúng không ạ? Đấy. Màu cam. Đấy, mình vào đây mình màu cam. À, đúng rồi. Màu cam. Đấy. Được chưa ạ? Rồi tôm, cái cảnh của tôm đang là gì ạ? Đang đây thì chúng ta xóa đi. Được chưa ạ? Rồi, tất cả những cái cảnh, cái hành động của cậu ấy thì mà chúng ta gì ạ? Để sang một bên, được chưa ạ? Rồi. Ở đây chúng ta có thể là gì ạ? Rồi, chúng ta tạo thử cái phần này nha. Comic style. Comic style. Nó có nhiều cái phong cách truyện tranh lắm anh chị nhé. Có thể là phong cách là comic hoặc là phong cách là hình minh họa, có thể là phong cách là anime. Đấy. Cũng thể có rất nhiều phong cách với các cái tác giả. Ví dụ mình thích cái tác giả nào đấy thì mình đưa cái phong cách của tác giả đấy vào thì mình ghi là tên tác giả cộng với cả cái style thì nó sẽ ra, được không ạ? Đó. Ok. Đó. Comic style, chỗ này chúng ta thêm cái phần mình hình minh họa nữa vào. Đấy, chỗ này chúng ta ra cậu bé này này. Đó. Đó. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta không phải là happy nữa mà là gì ạ? Mà là sad, là buồn. Được chưa ạ? Đây ví dụ như là cậu bé số 1 này. Đấy, cậu bé hình số 1 này cũng là khá là gần với cả cậu bé của chúng ta đúng không ạ? Đó. Thì mỗi một cái bộ này chúng ta chỉ cần chọn được một hình là thành công anh chị em nhé. Có khi là có một bộ còn không chọn được cái bộ cái hình nào ấy. Có thể sad này, có thể là thất vọng này, có thể là gì ạ? Disappointed này, tức là thất vọng này. Đó. Thất vọng này. Đấy, disappointed này. Đấy, thì nó sẽ ra được cái cảm xúc của cậu bé nhá. Được chưa ạ? Đấy, chỗ này chúng ta thêm là style illustrator illustration. Đó. Thì nó là hình minh họa, thêm cái từ hình minh họa vào nữa thì nó giống với phong cách truyện tranh hơn, thì nó sẽ tránh được những cái ảnh thật, ảnh người kia, nó sẽ không có cái phong cách là ảnh nữa mà phong cách hình minh họa nó sẽ rõ hơn. Rồi. Đó. Thì sau khi chúng ta tạo ra được cái phong cách khác nhau thì chúng ta sẽ rất là dễ khi mà chúng ta ghép cái hình vào trong cái cuốn truyện của mình. Đó. Đấy, đây là cái cảm xúc của bé đang buồn, đúng không ạ? Bao giờ như thế thì trong một cái cuốn truyện tranh ấy thì nó sẽ ở đây là Huy chưa đưa vào cái gì ạ? Cái lệnh mà tạo ra khung hình dọc. Nhưng mà bởi vì như này này, bởi vì là Huy chỉ lấy cái hình ảnh cậu bé thôi. Sau này Huy xóa nền và Huy chỉ lấy mỗi cái hình ảnh cậu bé thôi. Cho nên là gì ạ? Là hình vuông cũng được. Không cần phải gì ạ? Không cần phải là hình ngang, đúng không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Cả bốn cậu bé này thì gần như là đều dùng được hết. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà Huy chỉnh sửa cái câu lệnh một phát thì làm sao? Gần như cả bốn câu lệnh này, bốn cậu bé này, anh chị em đều thấy có sự nhất quán ở đây. Thứ nhất là nhất quán về tóc, thứ hai nhất quán về mắt, thứ ba nhất quán về cái áo, thứ tư nữa nhất quán về cái gì ạ? Nhất quán về phong cách vẽ. Nào, bao nhiêu anh chị em thấy điều này ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là chỉ cần Huy sửa một cái thì tất cả mọi thứ nó đã bắt đầu đi vào một cái nhất quán đúng như mình mong muốn ạ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta không phải cái này nữa mà nó là gì ạ? Bấm vào đây nó cứ... Rồi.
Đấy, không phải là cái buồn nữa mà nó sẽ là gì ạ? Nó là phấn khích. Nó không phải phấn khích nữa mà nó là gì ạ? Sợ hãi. Scare. Đấy, scary. Đấy. Scary, sợ hãi. Rồi là gì ạ? À, ví dụ như là sợ hãi này. Sợ hãi này. Huy thì tiếng Anh là không tốt cho anh chị em ạ, cho nên là mình cứ dùng Google dịch thôi. Anh chị em nào mà tiếng Anh không tốt thì cứ dùng theo cách của Huy nhá. Sợ hãi này, rồi là ngạc nhiên này. Đấy, giật mình này. Ví dụ như là trong cái câu chuyện ấy, nó sẽ có những cái phần là đột nhiên có con quái vật nó nhảy ra chẳng hạn thế, đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái cảm xúc như thế. Thế là mình chuẩn bị trước anh chị em nhé. Mình chuẩn bị trước. Đó. Rồi. Được chưa ạ? Thế thôi, xong rồi nhấn Enter thôi. Thế thì Huy thay đổi các cái cảm xúc này. Sau đó là Huy lại tiếp tục Huy copy cái này. Anh chị em thấy không ạ? Là Huy sẽ làm rất là nhanh. Rồi, bây giờ lại sang cái cảm xúc, một cái trạng thái cảm xúc khác. Được chưa ạ? Và Huy thì Huy có sẵn một cái bộ cái cảm xúc rồi. Tức là mình đã có sẵn một cái bộ cái cảm xúc của tất cả các nhân vật rồi và việc của mình chỉ copy thôi, đúng không ạ? Nhưng ở đây Huy chia sẻ anh chị em cái cách làm đó là gì ạ? Là mình không biết gì, mình không có cái bộ từ điển đấy thì làm sao ạ? Thì mình cứ nghĩ đến cái gì thì mình đưa vào đây thôi. Ví dụ như là gì ạ? Là cậu bé này thì cũng còn cần phải nói chuyện, đúng không ạ? Đấy, nói chuyện với cả các con vật, đúng không ạ? Đấy, rồi là nhìn sang bên trái. Đấy, nhìn sang trái. Nhìn sang trái. Đúng không ạ? Nhìn sang phải. Đấy, đúng không ạ? Đấy, rồi là không nhìn vào ống kính thì nó gọi là profile off. Có rất nhiều người thì profile off tức là gì ạ? Là không nhìn trực diện mà sẽ nhìn sang hai bên. Đấy, nói chuyện hoặc là gì ạ? Là trao đổi. Đấy. Đấy. Thì khi mà trao đổi thì nói thì miệng há ra. Miệng há. Đấy, được chưa ạ? Ở đây anh chị em thấy là cũng đã có những cái cảm xúc là gì ạ? Anh chị em thấy không ạ? Là bây giờ là gì ạ? Nó thống nhất này. Anh chị em thống nhất về gì ạ? Tóc này, thống nhất về mắt này, thống nhất về áo này và thống nhất về phong cách này. Nào, anh chị em thấy không ạ? Chỉ Huy chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi thì tất cả các cậu bé này đã hoàn toàn thống nhất và Huy gần như là Huy dùng được cả bốn ảnh luôn. Gần như là các ảnh là Huy dùng được hết luôn anh chị em ạ. Đấy, ví dụ như là cậu bé bên trái trên cùng người số 1 này thì ngạc nhiên nhìn lên trên, còn cậu bé này thì ngạc nhiên nhưng mà hơi liếc xuống dưới, được chưa ạ? Cậu bé này thì nhìn sang bên phải, cậu bé này gì ạ? Thì nhìn ở giữa. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, gần như là mình có thể dùng được cả bốn cái hình ảnh này cậu bé này mà không ai có thể phản bác được mình. Không ai nói rằng là nhân vật này không thống nhất, không đồng nhất, nó không giống nhân vật trước. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? Mình đã có sự thống nhất rồi ạ. Rồi. Đấy, ở đây cũng thế này, anh chị em thấy không ạ? Cả bốn nhân vật này là mình dùng được hết luôn. Anh chị em thấy không ạ? Dùng hết luôn, không bỏ thằng nào cả. Đấy, được chưa ạ? Đấy, thì mình dạ, mỉm cười nói chuyện này, rồi là dạ, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải này. Đấy, thì kiểu như là mình nói chuyện ấy, mình nói chuyện, mình nhìn sang này, nhìn nhân vật kia. Được chưa ạ? Rồi, đấy, tiếp tục này. Tiếp tục nhá, thì chúng ta lại dạ. Bây giờ chúng ta muốn là gì ạ? Là cậu bé này đang gì ạ? À, đang đang chạy đi. Đấy. Run. Running. Đấy, nhưng mà lại full body. Tức là gì ạ? Là toàn thân. Được chưa ạ? Đấy, full body hoặc là gì ạ? Whole body. Nãy giờ là chúng ta thấy là gì ạ? Là cái cuốn truyện tranh ấy là của mình ấy là thấy có mỗi mặt cậu bé không à. Đúng không ạ? Bây giờ mình muốn là gì ạ? Là full cả người xem là nó ra được như nào. Được không ạ? Nhá. Và đang chạy, đang running. Đấy, đúng không ạ? Rồi mình có thể thêm vào cái việc mà cậu bé đang đấy, hoặc là gì ạ? Đang ngồi sitting. Đấy, được chưa ạ? Đấy, hoặc là laying. Đấy, đang nằm. Được chưa ạ? Đó. Ừ. Hoặc là cậu bé bị ngã lúc mà chạy có thể bị ngã à, ví dụ như là bị ngã phô đấy. Bị ngã rồi ngã nhào đấy. Rồi là đau đấy. Nhăn nhó đấy. Đấy. Rồi là gì ạ?
tai nạn đấy, kiểu kiểu vậy, được chưa? Đấy. Đấy, thế anh chị em thấy không ạ? Nãy giờ chúng ta chỉ tạo ra cái nhân vật từ người trở lên thôi. Còn ở đây chúng ta sao ạ? Bắt đầu gì ạ? Tạo ra những cái hình ảnh hoạt động của cậu bé, bắt đầu nó có những cái gì ạ? Những cái ảnh động vào. Đấy. Và đây, ví dụ như là chúng ta muốn cậu bé ngồi. Ok không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Cả bốn hình này dùng được hết luôn, không bỏ hình nào cả. Được chưa ạ? Đấy. Anh chị em thấy hay không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy làm truyện tranh như này thì cũng dễ thôi. Đấy, được chưa ạ? Rồi. À, đấy, đại khái tương đối là như vậy. Đấy. Được chưa ạ? Ok nhé. Rồi. Anh chị em thấy sao ạ? Đây là cậu bé là bị ngã tai nạn kim xây. Đó. Nhưng mà anh chị em thấy là gì ạ? Từ nãy đến giờ tất cả các cái hình ảnh của cậu bé là sao ạ? Đều dùng được hết. Dùng được hết anh chị em ạ, cực kỳ nhất quán luôn, anh chị em thấy không ạ? Tất cả các cậu bé này đều dùng được hết, tất cả đều cực kỳ nhất quán. Nó khác với cả cái hình ảnh trên này, mình dùng được có một thằng thôi, còn ba thằng này là gì ạ? Không dùng được. Được chưa ạ? Và nó nhất quán với cả hình ảnh mẫu ban đầu này. Đấy, Huy chỉ cần dựa vào một cái hình ảnh mẫu này thôi. Đấy, và tạo ra một loạt những hình ảnh bên dưới thì nó đều gì ạ? Đều rất là nhất quán với các cái đặc điểm nhất định. Được chưa ạ? Nhá. Ok, thì đấy là cái về cái việc mà tạo ra nhân vật nhất quán, được chưa ạ? Và đấy là cái khó nhất trong Midjourney. Với Midjourney tạo ra nhân vật nhất quán là khó nhất, đúng không ạ? Đấy. Bao nhiêu anh chị em thấy là giải được cái bài toán này rồi thì mình làm truyện tranh nữa không phải khó nữa. Không khó nữa, được chưa ạ? Nhân vật phụ thì sao ạ? Nhân vật phụ dễ hơn nhiều. Nhân vật phụ thì chỉ làm sao ạ? Chỉ xuất hiện có vài khung hình thôi. Cho nên là làm sao ạ? Đôi khi là chỉ cần một hai cái lệnh là chúng ta đã ra là nhân vật phụ rồi. Nhân vật phụ nó chỉ xuất hiện trong cái giai đoạn rất là ngắn này, cho nên là cực kỳ dễ, được chưa? Rồi bối cảnh. Đấy, ví dụ như là bối cảnh nha. Đấy, bối cảnh. À, lúc nãy là Huy có nói làm cái bối cảnh cái khu rừng nhưng mà nó chưa ra. Đây. Ví dụ thế, cái bối cảnh này. Đó. Thì chỗ này là mình có thể là gì ạ? Đưa cậu bé vào trong cái bối cảnh này là đang ngồi ở trong này, được chưa ạ? Đấy, mình có thể phóng to thu nhỏ hoặc là mình dạ mình cho cậu bé là cái hình minh họa ở bên cạnh này. Đó, mình ghép cậu bé bên cạnh này thì nó rất là dễ thôi. Được chưa ạ? Nhưng mà cái chỗ này ấy, là nó đang bị thiếu. Đấy, thì bây giờ Huy sẽ làm lại cái bối cảnh của cái vườn cây nhá. Đấy. Ví dụ như là bối cảnh về trường học đi. Đấy, road road to school. Đấy, được chưa ạ? Cái quan trọng nhất ở đây nó là cái này này. Quan trọng nhất ở đây nó là cái phong cách này này. Đấy, in a comic style illustration design này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Rồi, chỗ này thì chúng ta thêm cái khung hình vào 16 9 vào. Đó. Rồi, cũng là cái này nhá. Cũng là cái này nhá. Là chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa vào cái là cái khu khu vườn nha. Ở garden này. Garden này. Đấy. With a big tree này. Đó. Được chưa? Hoặc là một cái thế giới mộng mơ này. Đấy. Đấy. Beautiful world. Forest đấy. With many flower, rất nhiều hoa, được chưa ạ? Đấy, animal đấy. Rồi gì ạ? Chim, bird đấy, bướm bướm, butterfly đấy, được chưa? Đấy, rồi là gì ạ? Magic. Đấy, rồi là fantasy. Đấy, được chưa? Đấy. Ok không ạ? Đấy, nhưng mà vẫn phải có một cái đoạn dục cuối, đấy là gì ạ? Comic style illustration design. Được chưa? Anh chị em nhìn này, thì bây giờ ấy là cái gì ạ? Cái hình ảnh này ấy, nó sẽ gần gũi hơn với cái hình ảnh cậu bé, tức là gì ạ?
là cái phong cách, cái phong cách của cái ảnh nền ấy, cái phong cách của cái ảnh nền ấy bây giờ nó sẽ gần hơn với cả cái phong cách của cậu bé đấy. Hình ảnh cậu bé là hình ảnh này đó, cho nên là cái phong cách chúng ta có thể lựa chọn một trong số các cái hình ảnh này đấy. Chúng ta ở đây nó là vùng nông thôn, chúng ta có thể đưa vào nó là gì ạ, nó ở thành phố đấy. Ví dụ như là mình muốn đưa cậu bé nó ở cái bối cảnh thành phố, được chưa ạ? Đấy, cái khu vườn này thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Đưa cậu bé vào ghép cái vào trong khu vườn này. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Rồi, một cái khung cảnh gọi là mộng mơ, một cái khu rừng mộng mơ đấy, cũng được thiết kế ra. Đó. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Là nó chuyển từ một cái thế giới bình thường sang một thế giới là vô cùng nhiều sắc màu sặc sỡ và gì ạ? Một cái khu rừng đầy bí ẩn và như là một cái thế giới khác, được chưa ạ? Đó. Nhưng mà cái phong cách của nó vẫn là cái phong cách mà nó phù hợp với cả cái phong cách của cậu bé. Cho nên khi mà chúng ta gì ạ? Đưa vào câu chuyện ấy thì nó rất là khớp, nó rất là khớp. Được không anh chị em? Nhá. Rồi, thì Huy quay trở lại về cái cuốn truyện tranh của Huy, thì Huy cũng làm y hệt như vậy, Huy làm y hệt như vậy và cuối cùng thì nó ra được cái cuốn truyện tranh mà Huy đang chia sẻ đây. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ về cái cuốn truyện tranh của mình ạ? Đây, bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ được cái thành quả này ạ? Sau khi mà đã hoàn thành, sau đó thì mình đưa vào Canva mình ghép thôi, Huy cũng đưa vào Canva Huy ghép. Huy đưa vào Canva Huy ghép giống như mà cách mà thầy Vương làm thôi. Được chưa ạ? Rồi. Đây. Đây, anh chị em thấy này, Huy đưa vào xong rồi Huy gì ạ? Huy xóa cái nền đi. Đấy. Đấy chưa ạ? Huy xóa xóa cái nền đi là xong. Đấy, mình chỉ cần gì ạ? Bấm vào cái edit video này. Xong mình chọn là gì ạ? Remove background, thế là xong. Đấy chưa ạ? Rất là dễ. Ví dụ như là Huy tải cái ảnh này lên nhé. Đấy, sau đó là gì ạ? Một cái ảnh nào đó. Đây. Ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn. Được chưa ạ? Mình đưa vào đây xong mình nhấn edit video này, mình nhấn remove background. Đấy. Thế là xong, là chúng ta đã có thể là gì ạ? Là sử dụng được cái hình ảnh cái người này. Đấy, xong bây giờ chúng ta thường đưa vào thoải mái. Được chưa ạ? Đấy, xong đó chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ, được chưa ạ? Và để sang trái, để sang phải. Đấy, và Canva làm được hết anh chị em nhé. Ví dụ như này, cái hình ảnh này nó không khớp với cả cái hình nền. Thì nói ví dụ nhé, nói ví dụ là cái hình ảnh này nó không khớp với hình nền, thì mình làm thế nào ạ? Đấy, mình vào edit video này, nó vào phần chỉnh màu này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Quý chỉ cần gì ạ? Chỉnh cái lại tông màu thôi là lập tức là gì ạ? Là nó gì ạ? Nó ra ngay, anh chị em nhìn nhá. Đấy, đây này, được chưa ạ? Cái ảnh này với ảnh này này nó khác hẳn nhau này, anh chị em thấy không ạ? Nó chỉ cần thay đổi cái tông màu của nhân vật thôi, nó lập tức nó gì ạ? Nó khớp với cả cái gì ạ? Cái hình nền. Đấy, rồi nhá. Rồi. Bây giờ Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em toàn bộ cái câu chuyện này. Huy chưa chưa chia sẻ, chưa đọc cho bất kỳ ai cái câu chuyện này. Rồi, hành trình bí mật đi tìm của may mắn. Câu chuyện bắt đầu ở một thành phố hiện đại, nhiều tòa nhà văn phòng. Một ngày bình thường như bao ngày ở một văn phòng làm việc trong thành phố. Rồi, lại một ngày xui xẻo với mình đây, chán quá đi mất thôi. Hôm nay một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn chứ anh Huy? À, Mai Hương à, sao em cứ suốt ngày vui vẻ thế? Chắc là em gặp nhiều may mắn lắm. May mắn à? Em nghĩ rằng may mắn không có gì bí mật cả, chỉ là do mình mà thôi. Anh chị em để ý này, cái chỗ này ấy là cái chỗ giới thiệu bối cảnh và giới thiệu nhân vật chính. Anh chị em thấy không ạ? Đầu tiên là chúng ta giới thiệu bối cảnh này. Đấy chứ ạ? Một thành phố hiện đại, nhiều tòa nhà văn phòng này. Một văn phòng bình thường này, một văn phòng làm việc trong thành phố này. Đây là giới thiệu bối cảnh.
sau đó giới thiệu nhân vật chính thay vì mình nói là gì ạ, là anh Huy này, anh ấy là một cái nhân viên văn phòng đấy, và anh ấy rất là chán, anh rất là buồn, anh rất là mệt mỏi, anh rất là kém may mắn, rất là xui xẻo, được chưa ạ? Thì mình dạ mình đưa nó vào cái lời thoại thì tự nhiên là mình dạ mọi người nhận người mọi người biết luôn đấy là gì ạ, đấy là ai nhân vật chính và họ đang gặp vấn đề gì, được chưa ạ? Đấy rồi, à, tiếp theo này, làm gì có chuyện đấy, chắc chắn phải có bí mật của sự may mắn chứ, còn anh toàn gặp xui xẻo thôi. Em nghe nói trong thư viện thành phố có một cuốn sách nói về bí mật của may mắn, anh thử tìm xem sao. Chả tin mấy vụ vụ bí ẩn này lắm à, nhưng mà sao mình cứ xui xẻo mãi vậy nhỉ? À, còn em thì luôn gặp may mắn, em cũng không hiểu tại sao. Nếu anh tìm được bí mật nhớ nói cho em biết nhé. Cuộc đời mình bao nhiêu là xui xẻo, tình cảm, công việc, bạn bè chả có gì vui cả. Có lẽ mình đi thử thư viện thành phố một chuyến xem sao. Đó, sau đó thì anh này đã đi đến thư viện thành phố. Trời ơi, ở đây nhiều sách quá, đây là lần đầu tiên mình đến thư viện thành phố. Nhiều sách thế này thì biết tìm đâu đây, chắc cũng phải mất cả ngày thôi, trời ơi. Muốn tìm bí mật thì phải chịu khó thôi, cố lên, hãy bắt đầu từ khu cách sách cổ xem sao. Gần một ngày sau, tìm cả ngày trời rồi, có mỗi cuốn này là nhắc tới bí mật may mắn, nó nhắc tới một ngôi đền thiêng ở đâu đó, trong rừng cổ. Và chỉ có một số ít người may mắn mới tìm được đến ngôi đền, và sau đó họ trở nên nổi tiếng, thành công, giàu có một cách kỳ diệu. Nghe đến đây thì có vẻ là thấy hào hứng rồi đây. Dù cuốn sách có nói đến một số nguy hiểm trên con đường đường đến ngôi đền, nhưng có vẻ đáng để thử đấy chứ. Chiến thôi. Đấy. Mình cảm thấy rất hào hứng, không ngủ được suốt đêm qua, nhưng bây giờ mình đã sẵn sàng chinh phục khu rừng thiêng và bí mật của may mắn rồi. Đấy, và bắt đầu cuộc hành trình vào khu rừng thiêng. Khu rừng được mọi người nói rằng có rất nhiều bí mật mà đến giờ con người vẫn chưa khám phá hết. Có nhiều người đã chết khi khám phá khu rừng, cũng có nhiều người đã tìm ra những kho báu quý giá. May mà mình đã tìm được một thổ địa ở đây giúp mình dẫn đường vào khu rừng. Cũng có nhiều người liều mạng như cậu vào rừng để tìm vận may. Tôi chỉ giúp họ đến gần khu vực nguy hiểm, sau đó cậu muốn đi thì tùy, nhưng tin tôi đi, có quái vật ở chỗ sâu đấy. Tôi biết rồi, muốn thành công đôi khi phải chấp nhận đánh đổi. Cuộc sống của tôi quá nhàm chán rồi, tôi muốn điều gì đó kích thích khác lạ so với cuộc sống bình thường. 3 ngày sau, khu rừng này thật là đẹp, đi mãi mà vẫn thấy mê mẩn. 3 ngày rồi vẫn chưa thấy điều gì nguy hiểm cả. Đừng nói tôi không dặn trước, sắp đến khu vực nguy hiểm rồi, tôi không dám vào tiếp đâu. Hàng năm đều có rất nhiều người chết trong khu vực này. Tôi biết rồi, ông nói mãi điều này trong 3 ngày qua, không chán à? Tôi mà sợ thì đã không đi vào tận đây. Bây giờ ông có thể đi về được rồi. Đột nhiên có tiếng hú rất ghê rợn từ đâu đó vang tới. Đó, đó, đó là tiếng hú của quái vật. Chúng rất hung dữ và thường ăn thịt người. Tôi chạy trước đây. Cậu bảo trọng nhé. Nhớ lời tôi, nếu gặp nguy hiểm, hãy chạy thật nhanh. Nghe có vẻ rợn thật đấy. Nhưng chẳng nhẽ sợ hãi bỏ về sao? Bây giờ về thì công cốc à. Tiếp tục tiến tới thôi. Mình đã đi thêm 2 ngày đường nữa rồi, khu rừng này cứ như mê cung ấy, biết giờ biết tìm đâu lối ra, có khi mình bị lạc ở đây mất. Mình nghe nói có gì, mình nghe có gì ở đằng kia, có khi nào đụng phải quái vật không nhỉ? Rợn hết cả người. Trực giác cho mình biết có cái gì đó không ổn, có con vật nào đó đang theo dõi mình. Ui, ngoái lại phía sau kìa, ngay biết ngay mà nó đang ở phía sau mình lúc nào vậy. Trời ơi, không phải một con mà những 2 con quái vật, chạy mau. Ôi may quá đằng kia có một khe có thể chui vào được, hy vọng 2 con quái vật này không chui vừa. Cậu may mắn kịp thời chui lọt vào một cái khe đá, còn con quái vật to lớn có vẻ không chui vừa, chúng rất tức giận và gào thét. 2 con quái vật liên tục gầm thét và cố gắng xông vào cái khe nhỏ nhưng không được. Cậu bị kẹt trong cái khe nhỏ đó và bắt đầu ngồi suy nghĩ. Bây giờ làm sao đây? Nó cứ canh ở ngoài thì mình phải trốn trong này mãi thôi. Có lẽ mình sẽ chết trong khu rừng này mất, giống như những người thám hiểm khác. Mình chẳng có ai quan tâm, chẳng có người nào yêu thương mình cả. Bố thì bỏ mẹ con mình ra đi, mẹ thì vất vả, làm việc cũng chẳng quan tâm đến mình, người yêu cũng chưa có. Nhưng mình yêu mẹ và còn phải báo hiếu cho mẹ, còn bạn bè của mình nữa, vẫn còn người cần mình không thể gục ngã và chết ở đây được. Sẽ chẳng ai biết đến mình đi đến đây để tìm,
mình phải tìm cách vượt qua thôi. Mình đã từng vượt qua nhiều chuyện, nhiều khó khăn trong cuộc đời và mình sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn này. Đây sẽ là bài học lớn nhất trong cuộc đời của mình. Sáng hôm sau, có vẻ như con quái vật ấy đã bỏ ra đi rồi, bỏ đi rồi. Phải rời đây thật nhanh thôi. Thật nhẹ nhàng đi khỏi chỗ này trước khi con quái vật phát hiện ra mình. Nửa ngày sau, ồ may quá, hình như phía trước mình thấy có cái điều gì đó giống lều trại của con người để lại. Có vẻ như đã có người từng ở đây, họ đã bỏ lại đây khá vội vã mà đi đâu đó. Thôi mình cứ nghỉ tạm đêm nay ở đây vậy. Theo như ghi chép của họ thì phải tìm được con hươu thần và nhờ nó dẫn tới cái cây cầu treo cổ, từ đó mới tìm được ngôi đền thiêng ở sâu trong rừng. Sáng hôm sau, nhờ ghi chép của họ mà mình đã tìm được dòng suối này, nghe nói ở đây có thể tìm được hươu thần, phải đợi đến khi nó đến đây uống nước. Kia đúng rồi, có lẽ nó là hươu thần, nó có vẻ không sợ người mà hình dáng cũng rất là kỳ lạ và đặc biệt. Xin chào thần hươu, tôi đang đi tìm ngôi đền chứa bí mật của may mắn, ngài có thể chỉ đường giúp tôi được không? Hỡi chàng trai trẻ, cậu thật là gan dạ, dám một mình đi tới tận đây. Được, ta sẽ giúp cậu một đoạn. Nhờ có sự hỗ trợ của hươu thần mà mình đi thuận lợi, không gặp quái vật nào cả trong suốt 3 ngày qua. Đấy, chỉ cần cậu đi qua cây cầu treo này là cậu có thể tới được ngôi đền thiêng chứa bí mật mà cậu mong muốn. Chúc cậu may mắn. Cảm ơn hươu thần, nếu không có ngài thì tôi sẽ chết ở đây, ở trong rừng này mất. Ta cảm phục sự dũng cảm và gan dạ của cậu, phần thưởng sẽ xứng đáng với ai dám dấn thân. Giờ thì vừa vượt qua cây cầu treo có vẻ rất cũ rồi, không biết nó có đủ vững để mình đi qua hay không. Dây thừng và gỗ ván đều đã rất cũ và không chắc chắn, liệu mình có thể bị rơi giữa cầu không nhỉ? Dòng nước bên dưới chảy rất mạnh, rơi xuống thì khó mà sống được. Chắc chắn là rất là nguy hiểm, nhưng mình không bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc. Mình đã đi đến đây được rồi, mình sẽ đi qua một cách cẩn thận, mình tin là mình sẽ làm được. Đấy. Ở đây là anh chị em thấy là liên tục có sự đấu tranh tâm lý của nhân vật chính, đúng không ạ? Đấy. Cũng không khó như mình nghĩ, có vài đoạn hơi vất vả nhưng mình đã vượt qua được rồi. Cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân thật là tuyệt. Đúng như Hiêu Thần nói, mình đã tìm thấy ngôi đền thiêng. Đây là nơi mình tìm thấy bí mật của may mắn. Đây là nơi mình tìm được bí mật của may mắn sao? Không ngờ trong ngôi đền lại có một hang động rộng lớn đến như này. Liệu trong này có con quái vật nào không nhỉ? Hơi tiếp tục vào sâu xem sao. Có vẻ như có một hồ nước và những ngôi mộ người chết từ rất lâu đời. Hy vọng chúng không không có con ma nào nhảy ra và ăn thịt mình chứ. May quá. Cuối cùng thì đến điểm cuối mà không gặp trở ngại gì. Phía trước có cái gì phát sáng, lại gần xem sao. À, có ba pho tượng rất lạ và kỳ quái ở cuối hang động với ánh sáng nhàn nhạt phát ra. Hy vọng mình sẽ tìm được bí mật của may mắn như cuốn sách cổ kia từng nhắc tới. Đột nhiên bên cạnh ba pho tượng xuất hiện ba vị thần. Ha ha ha, ta là Simacha, thần cai quản sự may mắn, và ta đã nghe được mong muốn của nhà ngươi, chàng trai trẻ dũng cảm. Cảm ơn thần Simacha, con muốn hỏi rằng làm sao để có thể có sự may mắn đến với mình ạ? Ha ha ha, câu hỏi rất thú vị, may mắn được chia đều cho tất cả mọi người. Ồ. Vô lý, vậy tại sao có người may mắn hơn người khác mà có vẻ có người lại luôn gặp xui xẻo như con ạ? Ha 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 ha, đúng vậy. Hạt giống của sự may mắn được chia đều cho mọi người, nhưng có điều họ có đón nhận hạt giống may mắn của mình hay không mà thôi. Để kích hoạt được may mắn cần có điều kiện. Điều kiện gì ạ? Thứ nhất, phải luôn tin tưởng vào hạt giống may mắn của mình. Thứ hai, phải chuẩn bị những điều kiện thuận lợi để hạt giống nảy mầm và phát triển. Thứ ba, phải chia sẻ điều này cho càng nhiều người càng tốt. Ngài nói rõ hơn về việc chuẩn bị các điều kiện cho hạt giống may mắn được không ạ? Cái này giống hỏi chat GPT quá. Điều kiện cho hạt giống may mắn nảy mầm đó là gì ạ? Sự dũng cảm, sự trung thực, sự cống hiến, sự chăm chỉ, lòng biết ơn và tình yêu thương. Chỉ cần chuẩn bị những điều kiện này, may mắn sẽ đến và ở lại mãi với ngươi. Nếu không, dù may mắn đến cũng sẽ ra đi nhanh chóng. Khó quá, toàn các điều kiện mà con chưa có, vậy làm sao con có được may mắn đấy? Ha 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 ha, chàng trai trẻ, con có sự dũng cảm khi dám đến đây, có sự trung thực
khi dám thẳng thắn về mong muốn của mình, có lòng biết ơn với mẹ, có sự chăm chỉ khi làm việc, có mong muốn giúp đỡ mọi người và khao khát về tình yêu thương. Chỉ cần con tin tưởng và liên tục rèn luyện những điều kiện trên, rồi hạt giống may mắn sẽ nảy mầm trong con. Dạ, cảm ơn ngài, nhưng sao con biết ngài là thần hay là kẻ giả mạo? Ha ha, ta thích sự thẳng thắn của con, dũng cảm nói ra mà không sợ ta nổi giận, nhưng cũng cần chú ý phát ngôn để không làm mất lòng người khác, nghe chưa? Giờ ta sẽ biến con về thẳng thành phố nơi con sinh sống, con có tin không? Dạ, tuyệt vời quá, đội ơn ngài, con sẽ ghi nhận toàn bộ lời dạy của ngài. Bùm! Ô, đúng, mình đã về đến thành phố rồi, thật là không thể tin được, cứ như một giấc mơ vậy. Có lẽ những người trong căn lều trong rừng cũng đã trở về theo cách này nên họ đã để lại tất cả đồ đạc như vậy chăng? Ôi, mình nhớ cái giường êm ấm của mình quá, biết ơn cái giường đã cho ta những giấc ngủ ngon. Mình thấy cuộc sống thật may mắn và hạnh phúc so với lúc nằm co ro lạnh lẽo ở trong rừng. Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ? Thôi cứ ngủ một giấc đã, rồi từ mai mình sẽ là một ngày tuyệt vời đến với mình, sẽ có rất nhiều điều mình muốn làm. Từ đó, Huy trở thành người con người khác. Anh luôn vui vẻ vì anh biết ơn mọi thứ xung quanh mình. Anh luôn tìm cách giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Anh sẵn sàng tham gia vào các buổi chia sẻ, diễn thuyết về chủ đề bí mật của sự may mắn. Anh làm việc chăm chỉ và cần mẫn để giúp đỡ mọi người hiểu được cách để tạo ra sự may mắn riêng cho mình. Và tất nhiên, may mắn liên tiếp đến với anh có thu nhập tốt từ việc giúp đỡ mọi người, anh có nhiều cô gái ngưỡng mộ và theo đuổi. Cuối cùng, anh đã chọn Mai Hương, cô đồng nghiệp đã gợi ý cho anh ý tưởng về cuộc hành trình đi tìm may mắn. Cả hai sống vui vẻ, hạnh phúc và may mắn đến cuối đời. Rồi, câu chuyện đến đây là kết thúc. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Câu chuyện là rất là hấp dẫn, rất thú vị ạ. Bao nhiêu anh chị em thấy câu chuyện là rất hay thì comment xuống được không ạ? Có ai mà nín thở mà ngồi nghe không ạ? Rồi. Đấy là thành quả của Huy trong khoảng thời gian khoảng độ 2 ngày. Khoảng độ 2 ngày thì bắt đầu từ lên ý tưởng, nhưng mà không phải là 2 ngày mình làm full 2 ngày. Mình làm một lúc xong mình lại bận việc khác, xong rồi mình làm việc một lúc mình bận việc khác. Đó. Đúng không ạ? Đấy, thì cái câu chuyện này thì mình cũng lấy cái cốt truyện lấy từ ChatGPT. Đấy, sau đó thì mình cũng phải chỉnh sửa thêm, bởi vì cái mạch truyện ấy, cái mạch truyện là mình phải chỉnh sửa thêm cho nó nhuần nhuyễn. Đó, chứ không phải là nguyên si, đúng không ạ? Anh chị em lại thích cái giọng đọc của Huy à? Rồi. Thì đấy, với cái câu chuyện đấy thì tổng thời gian nhé, tổng thời gian đâu đó Huy làm nó rơi khoảng độ 8 đến 10 tiếng gì đó, tức là nếu mà ngồi làm tập trung ấy, tức là thời gian mà dành cho cái câu chuyện này đó thì nó rơi khoảng độ 8 đến 10 tiếng. Và ra một cái câu chuyện là dạng là dài 83 trang. 83 trang. Đó. Và cái cách làm như Huy chia sẻ với anh chị em đó, đó là Huy làm đó là lên kịch bản này, sau đó là mình làm các cái cảm xúc của nhân vật này. Đó. Rồi sau đó chúng ta ghép vào thôi, đưa Canva chúng ta ghép thôi. Cái phần phần ghép là phần phần ít quan trọng nhất. Cái phần ghép là ít quan trọng nhất. Cái phần kịch bản ấy nó sẽ chiếm khoảng độ tầm 50% cái chất lượng của cái câu chuyện. Đúng không ạ? Cái phần kịch bản chiếm 50% chất lượng câu chuyện. Cái phần hình ảnh chiếm khoảng độ 30% cái chất lượng câu chuyện. Đúng không ạ? Đấy, cái nhân vật ấy, cái sự nhất quán ấy. Và 20% đấy là cái gì ạ? Là cái sự tinh chỉnh. Mình tinh chỉnh, mình chỉnh cái này, mình tinh chỉnh cái này kia, chỉnh cái kia một tí, chỉnh cái này một tí, được chưa ạ? Có thể đưa cái hình ảnh nhân vật này vào trong khu rừng mà không cần phải đưa vào Canva. Tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên mình muốn có sự thống nhất xuyên suốt thì mình nên tách nó ra, được chưa ạ? Và cái cách này ấy, cũng là cái cách mà các cái người mà viết truyện tranh họ làm nha anh chị em nhé. Những người mà viết truyện tranh chuyên nghiệp ấy thì họ cũng có phần mềm để họ vẽ và họ vẽ riêng. Anh chị em tưởng tượng đây là Huy học cái kiến thức của những cái người viết truyện tranh. Huy trước khi mà Huy nghiên cứu về truyện tranh, Huy cũng phải đọc viết truyện tranh thì những cái người họa sĩ người ta viết truyện tranh người ta làm như nào. Huy cũng phải nghiên cứu, Huy đọc và Huy cũng biết rằng là họ sẽ viết, họ vẽ các cái lớp nhân vật riêng, họ viết vẽ cái khung cảnh riêng, sau đó họ ghép vào với nhau.
được chưa ạ? Chứ họ không phải là viết từng cái này để viết đâu, được chưa ạ? Nhá. Đấy, thì đây là cái cách mà họ, ví dụ như này, bây giờ Huy muốn phát triển cái câu chuyện này thêm, tức là cái đoạn cuối Huy có thể muốn phát triển thêm, thì nó sao ạ? Nó cũng sẽ rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Bối cảnh mình có rồi, đúng không ạ? Nhân vật mình có rồi. Bây giờ Huy có thể là phát triển thêm nhân vật là cậu này cậu ấy đi chia sẻ cho mọi người trong thành phố như nào. Đấy, cậu nói về cái câu chuyện của họ, của cậu như nào, và mọi người wow như nào, mọi người thay đổi như nào, và cậu này cảm thấy hạnh phúc như nào khi mà thấy mọi người cũng thay đổi, mọi người sẽ gặp gặp được những may mắn và thành công. Đó. Thì đấy là cái mình có thể phát triển thêm cái câu chuyện này. Đó. Hoặc là mình viết thêm tập 2, tập 3, tập 4, được không ạ? Thì khi mà mình đã có lớp nhân vật rồi ấy, thì lúc cái đoạn sau ấy, càng đoạn sau càng nhanh, được chưa? Còn cái việc mà ví dụ như là viết như trước đấy ấy, thì Huy cũng làm giống Thầy Vương ấy, tức là gì ạ? Ghép nhân vật vào trong cái gì ạ? Trong cái bối cảnh luôn. Thì cách này thì nó rất là khớp, tức là gì ạ? Nhân vật với cả cái bối cảnh nó rất là khớp với nhau. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó từ đầu đến cuối thì nó nhanh thì vẫn nhanh, nhưng mà nó chậm thì vẫn chậm. Đấy. Lúc đầu ấy thì nó sẽ nhanh hơn cái cách của Huy, nhưng mà càng về sau nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chậm. Còn lúc của Huy ấy, là chuẩn bị ban đầu là hơi lâu một tí, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà về sau rất nhanh. Huy tạo ra câu lệnh, tạo ra cái câu chuyện 100 hay là 200 trang thì nó lúc đấy nó chỉ đơn giản là cái cốt truyện thôi. Chứ còn bối cảnh mình có rồi này, rồi là nhân vật mình có rồi này, nhân vật phụ mình có rồi này. Đấy, trong lúc mà mình phát triển cái câu chuyện cái cốt truyện lên ấy, thì lúc đấy mà nếu như mà nó có những cái bối cảnh mới này, nó có nhân vật mới này, thì mình lại quay lại Midjourney, mình bắt đầu đại diện, mình lại thêm những cái nhân vật hoặc là thêm cái bối cảnh, thì lúc đấy nó chỉ thêm một chút chút thôi. Nhưng còn cái chính của mình đã có rồi, cái sườn chính của mình đã có rồi, cho nên là gì ạ? Là nó rất là nhanh anh chị em nhé. Đó. Đấy thì đây nó là cái gọi là nguyên lý chung của những người mà làm hoạt hình hay là người làm về về truyện tranh, thì họ đều làm như vậy anh chị em. Đó, thì Huy đọc cái kiến thức đấy thôi. Đó, cho nên là anh chị em chúng ta là nếu như mà chúng ta xác định nếu mà muốn viết một cuốn truyện tranh cho riêng mình, thì anh chị em cứ thử làm theo cái cách đó. Hoặc là cái cách đầu tiên dễ nhất đó là làm theo cái cách mà thầy Vương đang làm, và ban đầu Huy cũng làm theo cách đấy. Được chưa ạ? Ban đầu cũng làm theo cách đấy nhá anh chị em nhá. Sau dần dần thì mình sẽ nâng cấp mình lên, dần dần mình sẽ nâng cấp lên. Ok không ạ? Rồi, rất tuyệt vời. Cảm ơn anh chị em. Và đợt tới này thì Huy có một cái chương trình cùng với cả Học viện AI, đó là gì ạ? Đó là một cái dự án viết truyện tranh vì cộng đồng. Tức là mình có một cái dự án đó là viết truyện tranh để hưởng ứng cái ngày lễ 30 tháng 4, ngày lễ độc lập. Đấy, với một cái mục tiêu đó là giúp cho giới trẻ hiểu hơn về cái sự chiến chiến đấu rất là oanh liệt, sự chiến thắng rất là oanh liệt của gì ạ? Của thế hệ ông cha chúng ta. Đấy, và từ đó thì nâng cao cái tinh thần dân tộc và cái niềm tự hào dân tộc cũng như là lòng yêu nước. Đó, thì bao nhiêu anh chị em muốn tham gia cái dự án viết truyện tranh để mà lan tỏa cái mục tiêu rất là tốt đẹp này, đúng không ạ? Thì nếu anh chị em muốn thì anh chị em đăng ký vào trong cái form của ban tổ chức, và anh chị em lưu ý này, để mà chúng ta làm được cái dự án này thì chúng ta cũng cần phải có sự cam kết, cần phải có đầu tư vào thời gian, về chất xám, về công sức, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cần phải có cam kết và chúng ta được giao những cái nhiệm vụ, và khi chúng ta giao nhiệm vụ thì nó có những cái deadline, có thời gian thì chúng ta cần phải hoàn thành đó. Cho nên là chỉ chọn những cái người nào thực sự là có tinh thần mà cống hiến, mong muốn cho đi, mong muốn giúp đỡ cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng, được chưa? Ngoài ra khi mà anh chị em tham gia cái lớp này ấy, thì chúng ta sẽ được thực hành rất là nhiều, được chưa ạ? Và khi chúng ta thực hành ấy, chúng ta làm các dự án vì cộng đồng, thì chúng ta nâng cao cái bản kỹ năng của chúng ta, đúng không ạ? Kỹ năng viết truyện tranh chúng ta được nâng cao đấy, và sau đó thì chúng ta có kỹ năng thì chúng ta viết được vô số các cuốn truyện khác. Lúc đấy thì viết truyện tranh nó sẽ rất là nhanh và rất là dễ dàng, được chưa ạ? Và Huy cũng sẽ hướng dẫn anh chị em, cầm tay chỉ việc cho anh chị em những cái gì ạ, những cái cơ bản để vẽ truyện tranh,
Được chưa ạ? Tuy nhiên có một số anh chị em thì hôm trước Huy cũng có hỏi một số anh chị em cũng inbox cho Huy, thì một số anh chị em còn chưa biết Midjourney là gì, chưa biết AI là vẽ tranh là gì, thì Huy đề nghị anh chị em là chúng ta phải phải học một cái khóa học, ít nhất một cái khóa học về Midjourney để anh chị em hiểu về nó đã. Sau đó là Huy chia sẻ hướng dẫn anh chị em cách vẽ tranh thì anh chị em mới mới nắm bắt được và mới thực hiện được cái deadline và các cái yêu cầu của ban tổ chức đưa ra.